Gọi bố mẹ ra kiểu gì hả ông? Cái gì? Yêu cầu anh cho kiểm tra đi thờ. Địch mẹ sao tôi nói ông ngu ấy nhở? Yêu cầu anh cho kiểm tra đi thờ. Tôi bảo thứ nhất nhá. Thứ nhất thể tôi nói là đang cách ly theo chỉ thị 16. Tôi biết là cách ly rồi. Thứ nhất tôi lên thuê nhà ở riêng. Bố mẹ thì ông mang kiểu gì hả ông? Mời chị cho kiểm tra đi thờ. Tôi bảo không có. Mời chị kiểm tra đi thờ. Tôi bảo không có đấy ông. Tôi không dắt đâu. Tôi nhà trong này, tôi đi ra mua đồ ăn không em bây giờ. Ông tôi làm công an tôi đéo trông ra ngoài, ông chết đói à? Ông nói chết ngu ấy. Để ở nhà bây giờ thích tôi về lấy giấy tờ đi lại trông luôn. Tôi làm nghề nghiệp tự do. Tôi ở nhà hôm nay tôi mới ra ngoài mua đồ ăn hết đồ ăn luôn ạ. Nhà nào cũng có giấy tờ đi lại. Nhưng mà vợ tôi nó quên. Bây giờ tôi về tôi lấy cho ông. Thế thì cháu bảo chú đấy. Thế thì cháu bảo chú là chú chết con mẹ nó đói đi. Đến giờ đi chợ buổi sáng và buổi chiều. Bây giờ sáng không ai dậy thì đi kiểu gì? Mình phải chủ động thời gian tăng cách nhá. Nói chuyện chú chết mẹ đói hết luôn. Mình phải chủ động thời gian tăng cách. Mà từ đây giờ anh chửi tôi hơi nhiều nhá. Nhưng mà thì anh giữ bình tĩnh nhá. Nhưng mà cháu nhà trong này chú ra kiểm tra chính đi. Tôi bảo bây giờ tôi nhà tôi trong này đây. Tôi không mang giấy tờ gì cả. Tôi không mang giấy tờ gì cả. Ông có xem